chào tới mọi quý vị đến với Chuyện phố phường thứ hai. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai á, đầu tiên mình phải nói thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ tang của nam ca sĩ Trường Bình Hoàng. Bạn đã mất cách đây khoảng chừng 2 tuần thưa quý vị, và hôm nay mới là ngày lễ tang. Trước hết thì Trung Tố Lưu cũng xin chia buồn với gia đình, và chị Trang Thái Lan sáng nay chị được ghé thắp nhang không? Trang Thái Lan có đại diện cho Chuyện phố phường, Trang Thái Lan tới đốt cho em Trường Bình Hoàng một nén nhang. Thì Trang Thái Lan thấy cũng ấm cúng lắm quý chị, nhiều người thương mến Trường Bình Hoàng lắm. Lưu với Mỹ Linh thì bận công chuyện quá, thành lo cho đài này kia để mua đồ ăn với là sắp xếp, thì có mình Trang Thái Lan rảnh, Trang Thái Lan tới để đưa tiễn em một chút xíu. Thì Trang Thái Lan thấy là mọi người tới rất là đông, mà xúc động lắm, tại thấy một người trẻ tuổi mà năng nổ, là đam mê nghệ thuật mà giờ nằm một chỗ vậy, mình thấy mình xót xa lắm. Chị cũng chia buồn với gia đình của Trường Minh Hoàng, cũng như là chúc em sớm về hưởng nhan thánh chúa. Chúng tôi thì rất là xin lỗi vì không đến được trong ngày thứ hai, làm trong ngày thứ hai là một ngày rất là bận rộn của Chuyện phố phường và của việc Face TV. Nhưng mà tối hôm qua thì em nằm mơ, gần sáng thì em nằm mơ em lại thấy Trường Minh Hoàng trong giấc mơ tối hôm qua tới nhà em. Nhưng mà chưa bao giờ em không có hôm qua không có nghĩ tới vậy đó, mà sao tự nhiên lại nằm mơ thấy. Yeah. Anh thì cũng bận rộn, cũng xin chia buồn cùng với gia đình của Trường Minh Hoàng. Ngày thứ hai mà thường thường tang lễ, thường thường ta làm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì nhắc những ngày đó đúng là chị Lan nói nhắc đó. Hồi xưa chị Minh anh Tùng á, vợ anh Thanh Tùng cũng nhắc em lần vậy đó. Cũng nhắc em đó, coi như tối đó em nằm mơ em gặp chị. Chị rủ em đi chơi này kia nọ đó, là qua ngày hôm sau là ngày 49 ngày của chị đó, mà em không có tới em thắp nhang á. À quên nữa, hai chị có hai món quà bữa em nói để em đưa mà em chưa đưa, đó là hai món quà của công ty của Tammy Trang Lê của Jolivia nè. Họ gửi hai cái sữa rửa mặt mới rất là tuyệt vời, để thứ tư em mang vô. Tại vì hôm nay em quên, bận bịu quá quên. Thôi cảm ơn rất nhiều. Hả? Cảm ơn hãng hãng gì ạ? Mặc dù chưa được quà nhưng mà Trang Thái Lan cảm ơn trước, cảm ơn luôn. Dạ không có chị welcome. Người ta cho mà. Ủa ta cho em cha cho chị quà, phải cho em cho đâu. Cái chuyện. Dành thứ tư kể thôi. À, kể đi. Kể đi. Hồi nãy chị gặp cũng luôn ngoài đường. À, anh Lưu kia nha quý vị. Nó rồm. Cái Liễu kêu Lưu. Cái Lưu đứng lại. Ô Lưu đứng lại, cái chị lại tưởng ổng đi vô rồi, tại vì khuất chiếc xe đậu kế bên chị á, chứ chị đóng cửa xe ra, chị là ủa, thấy ổng vẫn đang đứng ngoài trước, ổng hỏi gì cưng. Thế ổng nói nắm tay nhiều cưng vô nghe. Thế ổng nói ở ông nội, cái Mỹ Linh nó ghen giờ đó, cái vô trong này chị ngồi chị ăn, cái chị nói chuyện với Mỹ Linh là bực mình nãy giờ. coi như là tỏ tình với nhau một cách rất là coi như là gì, gọi là gì, giữa thanh thiên bạch nhật hả? Dạ, mà lộ liễu. Công khai lộ liễu. Ủa chị là Nguyễn lộ liễu mà. Ủa mà hình như ai cũng có nơi có chỗ rồi mà. Vụ gì? Đâu ăn nhầm gì tới đâu rồi. À vậy hả? Ông muốn nó dập dờn. À ông muốn dập dờn phải không? Rồi chị bớt lại sân si đi. Chị lên qua có chủ. Thôi bây giờ đưa cái bản tin này đi nè. Cái sản phẩm mì ramen, mì gọi là cái gì? Ramen. Mì mà bị ăn liền á. Mì ăn liền á. Ở bên bên nước Na Uy hay Đan Mạch quý vị. Thì cái này là của Hàn Quốc sản xuất nha. Đan Mạch nó trả lại, nó coi như là thu hồi lại cái loại mì đó, tự vì cái mì đó nó quá cay. Thí dụ như với người Hàn Quốc đồ này kia đó, họ ăn thì bình thường. Nhưng những người mà châu Âu đó, như là Đan Mạch rồi đó, họ đâu có ăn cay dữ vậy đâu. Mà cái mì này nó cay nhân gấp 3 lần đó. Nghĩa là cái số nhân gấp 3 lần, gấp 2 lần rồi cái nọ. Thì cay lắm. Có 7 cấp độ cay. Người ta nói là cấp 7 cấp độ, mà này 3 cấp độ rồi nè. Cho nên là nó cũng cay lắm quý vị. Thì người ta nói là cái này đó, cái cấp độ này nó có thể gây ngộ độc cho cái người ăn. Cho nên là người ta thu hồi lại, người ta mì này ăn xỉu luôn đó. Không, mì này chỉ dành cho chị Hương Lan thôi, nữ ca sĩ Hương Lan. Em không biết. Em không biết là nó cay đến mức độ nào. Kỳ á, em ăn á, em có mua về cái mì của Hàn Quốc á. Nhưng mà Mỹ Linh nói thiệt á, Mỹ Linh ăn không nổi quý vị. Ăn chừng 1-2 cái gấp thôi à. Mà thật sự là nó ngon lắm.
nhưng mà điều thôi cay mà ngon là sao được, nó cay đến cái mức độ mà coi như là không tài nào mà ăn nữa. Em thì em vẫn thấy nó ngon nhưng mà em ăn không nổi gì hết. Em ăn cay chút thì mới ngon, chứ còn cay nhiều em ăn không được nữa. Mà quý vị thấy nhờ chị Hương Lan mà chị ăn ớt là kinh khủng lắm, chị đem theo gói ớt, một gói ớt hiểm kèm theo không, mà không lúc nào trong túi một gói ớt hiểm. Hồi xưa đó, lúc mà em còn trẻ đó, em có một cô bạn của người Huế nha, mà lúc đó còn nhỏ nhỏ mười mấy tuổi thôi đó nha, mà em thấy cô đó cũng ăn cay đến mức độ khủng khiếp luôn. Em chưa từng thấy, thì giống như mấy người mà bây giờ mình coi mà ăn cay mà trên thi đó, nghĩa là một nắm ớt vậy nè, cô cứ bóc, cô bóc ăn từng miếng mà ăn chung với lại cơm hay là chung với lại bún riêu này kia nọ đó, mà rất là lạ nha quý vị. Mà cái mặt da mặt cô đẹp vô cùng là đẹp luôn. Trong cái ớt có vitamin E nhiều lắm. Em không biết mà da mặt cô đẹp lắm luôn á, da non mỡn. À, chị nhớ hồi xưa đó, chị hồi lúc chị 10 tuổi, ông anh rể chị đó, chị với thằng cháu chị là hai dì cháu xích xót nhau 1 tuổi à. Cái xong đó tụi bay đứa ăn trái ớt này tao cho năm cắt hay gì hồi xưa đó. Bị dụ. Chị bỏ vô bị chị nhai liền. Trời đất ơi, chị bò mà chị khóc mà chị xỉu luôn đó không? Má chị chửi ông anh rể quá trời luôn. Điếc lỗ tai luôn em. Thì đó cay quá. Cũng có người hy sinh bản thân vì một cái ớt mà chị nhìn là năm cắt thôi đó. Chị rẻ rúng quá chị Lan ơi. Chị rẻ rúng quá. Chị năm cắt. Quý vị ơi, có một cái bản tin cho biết rằng COVID đang gia tăng đáng kể tại California. Là người ta thấy cảm thấy năm nay đó thì cư dân California dường như đang bị COVID trở lại, vì cho thấy tỷ lệ dương tính khắp tiểu bang đang tăng đáng kể mấy tuần qua theo nhật báo Orange County. Nhưng lại có một cái tin vui thưa quý vị, đó là ở Đại học UC Berkeley đó, họ nhận thấy ca COVID-19 thì tăng lên, nhưng mà cái vấn đề vui đó là còn thua xa cái mùa đông, thậm chí mùa đông năm vừa rồi đó, rồi thậm chí không nhiều bằng thời điểm cách đây mấy năm luôn, tức là một năm chứ thưa quý vị, không phải là mấy năm trước thì kinh khủng lắm. Thì từ đầu năm 24 tới nay thì chỉ số COVID đều thấp hơn năm 23, và số người chết vì COVID-19 ở California trong mùa xuân này đã xuống đến mức thấp kỷ lục. Trong đó đó, lần đầu tiên trong hơn 4 năm qua thì tiểu bang California có ngày không ai chết vì COVID. Đó là một trong những cái mà ta nói là COVID. Bây giờ thì hiện tại chính phủ không có công bố những cái case COVID bao nhiêu mỗi ngày như thời điểm đại dịch. Nhưng mà mấy giới chức địa phương ở theo dõi, và họ nói rằng California đó có mức độ là trong cái nước thải đó chị, có virus COVID. Nước thải đó, trong nước thải là cái mức thải đó luôn có thể cảnh báo sớm virus cũng sẽ bùng phát. Thế mà nước thải mà cái lượng virus nó tăng lên đó là COVID sẽ tăng lên. Nước thải là mấy cái nước nước dơ đó mà nó có virus COVID trong đó nhiều lắm, hãy mà thấy cái lượng của nó tăng lên đó. Nhưng mà COVID là nó qua hơi thở, qua da chạm. Không, nhưng mà nó vẫn nằm trong những cái vật, trong cái chơi chất nước nhờ nhưng mà dính một cái thôi cũng. Đúng rồi, nhưng mà thì vẫn có chết, nhưng mà bây giờ mình có thuốc uống, thuốc sức, thuốc hít, thuốc đủ thứ hết rồi, bây giờ thuốc chích nữa. Nên bây giờ là người ta tính là dữ liệu này đó thì tức là lên 6.4%. Tức là có tăng lên à hả, có thuốc chích, thuốc gì à, chích là chích vaccine, chích là vaccine là từ hồi nào tới giờ rồi chị Linh. Còn một cái bản tin này đó, nó đến từ New Zealand, cái con chim lông vũ mỏ quạ đó chị. Không, cái lông vũ của nó đó bây giờ rất là quý hiếm, từ vì cái chim đó bây giờ nó bị tuyệt chủng rồi. Là vì nó đẹp, nó hót rất là hay luôn, thành ra là người ta săn lùng nó nhiều quá. Bây giờ nó bị tuyệt chủng. Mà vừa rồi Auckland á, người ta đấu giá cái lông của nó đó, một cái lông của nó không đó nha, 46.000. Trời ơi, em cầm một cái lông mà em tiền á, tiền của New Zealand á. Và coi như là bây giờ cứ đưa lông cái con chim đó ra là mắc tiền lắm. Mà hồi trước kia cũng đã, nó là mắc rồi, nó lên đến 50.000. Người ta chỉ trưng bày thôi, người ta về người ta làm kỷ niệm, tự vì nó tuyệt chủng. Nhưng mà không, em nghe nói đó là cái dân thổ dân á, họ dùng cái lông chim đó để họ trưng lên đầu, họ trưng lên gì đó, họ làm những cái vật quý đó. Không, cái đó là có giá trị dữ lắm. Thì đúng rồi, tự vì cái con chim này nó là nổi tiếng, nó hót hay,
mà nó rất là quý hiếm ở cái vùng đó. Chị đi đường chị gặp cái lông vũ của chim chị cũng đâu biết đâu. Đúng rồi. Thì đúng rồi, sao chị biết được? Cái này nó còn là cái loại chim này thôi, nhưng cái loại chim khác chị có mình New Zealand mới biết chứ, đem qua Mỹ mình cho. Chim cái này nó gọi là chim mỏ quạ, nó gọi là cái con chim chim huia mỏ quạ của New Zealand. Nó chỉ có cái vùng đó nó có. À, tức là bên New Zealand có. New Zealand có thôi. Thành ra bây giờ người ta săn bắt nó quá, nó tuyệt chủng rồi. Lưu nó đúng, có khi nó dùng nó làm những cái trang sức. Không á, những cái vị trí của cái vị trí của cái người đó đó, người nào mà gắn là lầu đầu được một hai cộng lông là quý tộc mà giàu lắm mới được gắn cái cộng lông chim đó. Bông tai thì chắc là bông tai cách chút xíu bỏ lên. Ở đây mình lông công lông trĩ lên sân khấu múa mai thì quá lông đẹp. Lông công lông trĩ rồi nó đẹp hơn nhiều nhiều chứ, đúng không? Mà cái con này nó hiếm cho nên là nó mới mắc. Cái chuyện cười gì Lan? Chuyện cười là sau bữa ăn tối ông chồng ngồi đọc báo cho vợ nghe. Cái ông chồng đọc cái tin là hút thuốc sẽ nguy cơ ung thư. Cái bà vợ nói: "Đấy đấy đấy, bỏ thuốc đi nghe chưa?" Cái xong cái uống rượu sẽ lánh lộn gây huynh đệ tương tàn. Em biểu anh bỏ rượu ngay. Cái xong cái tình dục có hại cho sức khỏe. Dẹp cái tin đó đi, sáng ngay tờ báo đó. Vớ vẩn. Khôn ghê ha. Cũng biết lựa hết trơn. Nói tới tình dục nó không chịu. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là Trung tâm Thúy Nga với những sản phẩm đặc biệt. Xin mời chị Mỹ Linh. Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm Sugoi Fucodan đã được quý vị ủng hộ từ rất là lâu nay. Với hàm lượng Fucodan cao nhất hiện nay, đặc biệt dùng để tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng, dạng nước và dạng viên, 250 đồng một hộp. Sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella Rêu Nhật Bản. Công dụng dùng để cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Một ngày có thể uống từ 10 đến 15 viên, 30 đồng một hộp. Rất là rẻ thưa quý vị. Nếu quý vị mua Fucodan thì có thể quý vị được tặng thêm cái rêu xanh Nhật Bản này thưa quý vị. Mỗi hộp được một chai hay sao đó, 5 phần được một chai, 2 chai vậy chúng tôi luôn quên rồi. Nếu mà mua thuốc Fucodan mà loại hình như mua loại loại viên đó thưa quý vị. Xin quý vị liên lạc với thuyenga.shop.com hoặc là số phone 7148945811 để mua những sản phẩm trên. Tiếp theo là công ty DMG James Arizona xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những cái chương trình đặc biệt chỉ cho hai sản phẩm thôi. Đầu tiên là Mosana Arizona, rất là đẹp. Đây là một sản phẩm tuyệt vời của đặc sản của Arizona. Viên đá cứng như kim cương và nó lộng lẫy như kim cương. Nó chạm khắc lên đến 340 giá kết bằng 3D. Quý vị biết là phải cứng lắm mới chạm khắc được với số lượng mà cái giá cách như vậy thưa quý vị, làm cho viên ngọc sáng rỡ. Và thưa quý vị, được bán với giá 500 Mỹ Kim một carat, 1.200 carat, 2.400 carat. Quý vị mua được bảo hiểm trọn đời và quý vị cũng có thể được tặng thêm một viên A5 đang thông dụng trên thị trường. Đồng thời cũng có thể dùng cái viên A5 này để đổi viên Mosana Arizona này để đổi lấy một viên kim cương láp thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta phải nói về những chiếc nhẫn rất là xinh đẹp với giá đặc biệt từ 2.500 trở lên bằng Mosana Arizona vàng 18 carat và kiểu dáng Italia rất là đẹp thưa quý vị. Mua trên 2.500 quý vị được tặng thêm 1 hoặc 2 carat kim cương láp. Như vậy kim cương láp là gì mà có thể tặng cho quý vị khi quý vị mua nhẫn Mosana Arizona? Đây là kim cương làm trong phòng thí nghiệm nên nó không có tốn máu và nước mắt của nhân công. Nó vẫn là đẹp, nó vẫn là kim cương. Cái chỉ số kim cương của nó cứng cũng cao như kim cương, nhưng lại không có than, không có bọt nhiều, rất là đẹp thưa quý vị. Và hiện tại đang có chương trình rất là đặc biệt mà quý vị mua trên 2.500 một chiếc Mosana thì được tặng một viên kim cương A5. Quý vị cũng có thể lấy cái một viên kim cương láp có giấy của GIA đàng hoàng và IGI. Quý vị phải nhớ là bây giờ là IGI đó và GIA là công ty của DMG Gem Arizona sẽ được bảo hiểm trọn đời. Bảo hiểm trọn đời cho quý vị viên láp Diamond với điều kiện là chúng tôi phải đi thử lại hết, phải định lại lần thứ hai, tức là đi định
đi giám định lại bằng GIA hoặc IGI đó rất là mắc tiền thưa quý vị, nên quý vị mua của chúng tôi rất là an tâm. Xin quý vị gọi cho DMG Chen với số điện thoại hiện trên màn ảnh và vào trang YouTube của họ là DMG Chen YouTube Official mỗi ngày để xem các chương trình giảm giá, các chương trình tặng quà xối xả dù không mua hàng và các chương trình mà giới thiệu những sản phẩm tuyệt vời trên đó cũng như các game show. Và tại miền Nam California, quý vị cứ đến với Tân Tú Quỳnh, nơi đây đã có một cái station của DMG Chen Arizona với địa chỉ là 95834 Sa Avenue, thành phố Westminster. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị một cái công ty tên Lê Yến. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thê Lê Yến, đặc biệt giảm giá nhân các mùa lễ. Yến trắng 5 chữ A, hiệu sống vui, 250g tổ yến trắng, giá thường là 720 đồng, nay sale còn 540 đồng, tặng đường, sâm và một gói táo đỏ. Nếu quý vị mua 5 hộp trở lên, nếu quý vị mua 5 hộp thì mỗi hộp 520 đồng, 5 phần quà tặng và một nồi điện để chưng yến. Nếu quý vị mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, 10 phần quà tặng và tặng 2 nồi điện để chưng yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc qua website thanleyyến.com, Thanh Lê Yến, thương hiệu uy tín. Nếu quý vị mà mua yến, chúng ta mua yến hoặc là nhân sâm rồi tất cả những cái sản phẩm mà thuộc lại quý hiếm đó, quý vị phải nhớ là chúng ta cần một cái nơi uy tín thì Thanh Lê Yến là một nơi uy tín. Quý vị vào trang web thanleyyến.com thì có nhiều sản phẩm khác nữa rất là uy tín như là đông trùng hạ thảo, nguyên con vân vân và nhiều thứ khác thưa quý vị. Xin vào thanleyyến.com. Bây giờ Trung Tướng Lưu xin giới thiệu đến quý vị công ty MV Heart. Công ty MV Heart như thường lệ sẽ giới thiệu đến quý vị sản phẩm đầu tiên là NMN. NMN là một công nghệ mà quý vị cần phải xài nha quý vị. Bây giờ đây là một công nghệ mới nhất của Nhật Bản sẽ giúp cho quý vị phá vỡ cấu trúc tế bào bình thường của con người để chúng ta có thể sống thọ hơn, sống dài lâu hơn, nam giới mạnh mẽ hơn, người phụ nữ xinh đẹp hơn và tuổi thọ của quý vị sẽ kéo dài hơn và sự lão hóa sẽ đến chậm hơn. Đồng thời những người bị bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ đều dùng rất là tốt. Cái NMN này thường thưa quý vị sẽ thấy trong thời gian tới NMN sẽ mang đến cho quý vị trong những sản phẩm luôn của Focodin hoặc là đông trùng hạ thảo vân vân và nhiều loại thứ khác, bởi vì cái khám phá của nó là một khám phá rất là tuyệt vời. Hồi trước là 700 đồng cho tới 1.500 một hộp thưa quý vị, đó là cái công nghệ ngày xưa. Bây giờ thì công nghệ đã cũng như là không còn được độc quyền nữa nên họ đã bán cái patent, tức là bán cái bản quyền đi nhiều nơi nên bây giờ nó giá rẻ hơn và chúng ta có thể với tới được. Mời quý vị đến với của công ty MV Heart với sản phẩm NMN với giá chỉ có 120 đồng một chai và được mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 nha quý vị. Một hộp uống được 1 tháng của Nhật Bản. Sản phẩm thứ hai xin giới thiệu đến quý vị đó là yến và tổ yến và cái nhau thai cừu thưa quý vị. Tế bào gốc nhau thai cừu và tổ yến. Quý vị biết rằng tế bào gốc của nhau thai cừu đó là luôn luôn nó giúp cho chúng ta tái tạo làn da mới, tái tạo xương sụn, tái tạo những tế bào trong cơ thể rồi làm cho da đẹp, làm cho chúng ta có những cái tế bào cần thiết. Tuy nhiên cái yến nó lại là một cái chất bổ dưỡng khác vô cùng cần thiết cho nam giới cũng như phụ nữ đó. Ngoài cái việc mà cho sức mạnh đó cho đàn ông mà cho phụ nữ, cho những người lớn tuổi thì nó còn giúp cho cái vị da dẻ đẹp, ăn ngon ngủ yên. Và những cái chất này, đặc biệt là cái nhau thai cừu, nó có rất 30 cái axit vitamin trong đó, axit amin trong đó, nên nó đầy chất năng lượng cho quý vị, nên quý vị dùng loại này rất là tốt. Và nhất là phụ nữ có thai cũng nên dùng cái loại này, cũng như là tất cả mọi người, những người lớn tuổi. Đây là một loại dược thảo bán rất hot của MV Heart và quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại hiện trên màn ảnh để làm đại lý. Còn quý vị muốn mua lẻ thì quý vị cứ gọi vào Tân Tú Quỳnh hoặc là đến với website tantuquinh.com với giá chỉ có 100 đồng một hộp và đang có chương trình mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Một sản phẩm nữa của họ xin được giới thiệu đến quý vị đó là Haki Haki White Skin. Đây cũng là một sản phẩm mà quý vị phụ nữ đã bắt đầu mua và hỏi tới rất là nhiều, là bởi vì cái chất lượng của nó thưa quý vị. Haki Haki rất là nổi tiếng tại New York. Đây là sản phẩm của Hoa Kỳ và cũng có được FDA chuẩn nhận tất cả mọi thứ thưa quý vị. Và nó đặc biệt nó sẽ giúp cho cái da quý vị trắng sáng lên, trắng sáng lên, trắng sáng lên rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó còn làm giảm nếp thâm nám tàn nhang vân vân, và là nó chống viêm, có tính chất chống viêm và làm căng da, nó làm trắng da nữa, rất là tuyệt vời. Một hộp như vậy là 150 Mỹ Kim và mua 3 tặng 1, đang có chương trình mua 3 tặng 1. Quý vị cứ liên lạc với MV Heart
với số điện thoại hiện trên màn ảnh để làm đại lý. Và mua lẻ thì quý vị cứ gọi cho Tân Tú Quỳnh sẽ cung cấp đi khắp thế giới cho quý vị, gửi hàng để quý vị, và hoặc vào website www.tantuquynh.com. Và quý vị cũng có thể đến tiệm Tân Tú Quỳnh. Bây giờ thì xin giới thiệu đến quý vị một cái công ty nữa, thưa quý vị. Đó là công ty SK của Nhật Bản với những sản phẩm về tóc. Đầu tiên là shampoo và conditioner của họ, gồm có hai chai conditioner và shampoo dành cho đàn ông lẫn đàn bà. Chúng ta có thể dùng để giúp cho tóc bóng, tóc mượt, tóc không gầu, tóc không bị gãy, tóc mạnh mẽ lên. Và quý vị thấy rằng là đây là nhờ cái chất argan oil, nó giúp cho tóc quý vị rất là đẹp. Đây là lại loại dược thảo mà dầu gội đầu bán rất là chạy, thưa quý vị. Ngoài ra nói những thứ liên quan về đầu thì lại có cái chai thuốc mọc tóc, thưa quý vị. Mọc tóc một hộp hai chai, quý vị sẽ mọc lên rất là nhiều. Một hộp hai chai dùng sau 4 tuần thì nó sẽ mọc tóc lên. Một sản phẩm nữa xin được giới thiệu đến quý vị, đó là về tóc. Đó là cái dầu gội đầu 3 trong 1 thuốc nhuộm, dầu gội đầu, shampoo, conditioner. Chị Linh là blonde hair, blonde brow, chúng tôi luôn là black natural, những cái màu rất là tự nhiên. Và trong đây nó có shampoo, conditioner và cái thuốc nhuộm bằng dược thảo, chất argan oil luôn. Đây là một cái chất mà quý vị biết là những người làm tóc mà trong thiên nhiên đó, hay là trong những cái dược phẩm đó, người ta thấy rằng đó là cái chất thiên nhiên rất là tốt để bồi dưỡng đầu tóc của con người, làm cho tóc mạnh, tóc khỏe. Một sản phẩm nữa được giới thiệu đến quý vị đó là hair mask, thưa quý vị. Hair mask đó, để dành cho những người tóc mà rối, tóc khô, tóc giống như là bị rơm rạ, mà bởi vì tẩy rửa hoặc là nhuộm quá nhiều mà hư cái tóc, gãy tóc đó, đụng vô là gãy gấp đó, quý vị phải dùng cái hair mask này trét lên đầu. Một thời gian tóc nó sẽ bóng mượt trở lại sau khi gội đầu đó. Rồi chúng tôi cũng có, quý vị mua trên 150 đồng vẫn đang có chương trình tặng cho quý vị một hộp Food Heal Peel Mask, là cái vớ để ngâm cái chân cho quý vị hết bị nứt, bị khô, bị nẻ, thưa quý vị. Và hai sản phẩm mỹ phẩm của họ rất là tuyệt vời. Một cái là eye cream giúp cho quý vị đánh tan bọng mắt, đánh tan nếp nhăn và đánh tan mỡ trong trước xung quanh viền mắt đó, là cái chai eye cream. Và đồng thời hai chai collagen, một loại là bốn chống, chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn và giúp căng da mặt, gọi là V-line. Đồng thời một loại nữa là để trị đồi mồi, trị tàn nhang, trị nám. Tất cả đều có hết. Quý vị có thể liên lạc với anh Scott với địa chỉ và số phone đang hiện trên màn ảnh để quý vị làm đại lý. Họ đang cần đại lý nhiều trên 52 tiểu bang, thưa quý vị. SK Vision có mặt khắp nơi tại miền Nam California, trong tất cả các khu chợ của người Việt Nam, và đặc biệt là tại Tân Tú Quỳnh. Quý vị có thể đến để quý vị ở tại tiểu bang đó, có thể vào website để order tantuquynh.com để order từng món, hoặc là chúng tôi gửi đi khắp thế giới cho quý vị nhé, với địa chỉ và số phone hiện trên màn ảnh. Chị Linh, đây là một bản tin về khoa học, quý vị. Mình biết là nấm á, nó là một cái loại siêu thực phẩm mà mọi người rất là cần thiết. Mà người ta nói là cái nấm, ngoài cái nấm là siêu thực phẩm ra đó, cái đất để trồng nấm đó chị, người ta gọi là cái đất nền để trồng nấm đó, thì nó lại được coi như là bây giờ người ta rất là quý nó, là vì nó có thể nó làm giảm những cái chất độc rồi này kia nọ đó. Thí dụ như người ta nói là pha cái, đưa cái chất đó đó, đưa cái nguyên cái đất nền đó đó, chị pha với nước, mà chị có thể chị đổ vào đó những cái chất độc đồ này kia nọ đó, rồi á, cà phê in đồ này kia, những cái chất độc hại rồi vô trong đó đó, thì sau coi như là một thời gian đó, thì những cái chất độc nó tự độc nó biến mất, nó không còn nữa. Giống như là cái đó nó làm cho dung hòa hết những cái chất độc đó đi vậy đó. Người ta làm nhiều cái thí dụ về kiểu như thí nghiệm về cái chuyện mà nắm cái đất nền đó, nó có thể nó làm, thí dụ như trong nước cũng vậy nữa, nước mà nó có những cái chất thuốc tẩy, thuốc nhuộm tờ này kia nọ đó chị, nó làm cho độc cái nước mình ra đó. Người ta cho cái đất đó vô trong đó, xong rồi cho một vài cái những cái hóa chất này, thì cái nước nó sẽ sạch sẽ lại hết tất cả những cái chất mà độc đó, nó gần như là 90% nó đi hết, nó nhờ nắm mà nhờ đất, nhờ đất. Có nghĩa là nếu mà mình ăn nấm vô thì nó cũng sẽ thanh lọc hết tất cả các chất độc trong người mình hay sao? Thường tùy lại nha. Nấm nó đã là một cái loại siêu thực phẩm rồi, nó không phải là thanh độc. Nhưng mà nấm là có hai loại nha. Một loại nấm độc, một loại nấm không độc. Nấm độc ai ăn? Nhưng mà nhiều người đó, họ thấy nấm ở ngoài, họ đi ngoài vườn, ngoài rừng họ hái đó. Đồ có nhiều người không biết vẫn bị dính như thường. Cái đó là bậy quá, mình đã không biết thì mình đừng có. Em là độc nhất luôn á. Em ăn nấm là em cứ ăn những cái nấm quen thôi, những cái nấm lạ lạ đưa cho em. Nấm bán ngoài
chợ thôi chứ đâu. Ừ, đúng rồi, chứ mình đâu cần phải đi hái về mà. Nhưng mà coi mấy cái clip video ở bên Na Uy đó, trời ơi cái mùa này người ta đi hái nấm thấy mê quá em ơi. Trời nó nhú lên thích quá trời đất luôn ha. Em hồi nhỏ là có thú vui đi hái nấm muối đó thưa quý vị, những cái gò muối nha. Xong cái qua một cơn mưa sau thôi là cái gò mà ổ muối đó tự nhiên là trên cái cơn mưa trên gò muối đó tự nhiên nó mọc nhanh lắm các chị, tới chiều là nó tàn nở nở bung rồi. Thì em làm gì ăn? Ô má em ăn rồi đó. Ăn đủ thứ hết đó nhưng mà thường thường á, thường thường làm á là xào. Xào nó ngọt nhất, xào với nấu canh là ngọt nhất. Chứ hồi xưa không biết chế những cái món gì như bây giờ đó, chấm tương gì nướng muối ớt hay gì không có đâu. Hồi xưa chỉ có xào với nấu canh thôi. Hoặc là làm bánh xèo. Nếu, đúng trời rồi. Ơi là bánh xèo nó ngon cô. Nấm muối nếu mà có nhiều đó biết mình làm gì không? Mình xào với là lòng heo, ớ quên là lòng gà đó. Tẩy luôn. À. Nấm muối xào với bông bí cũng rất là ngon nha. Trời ơi nói thèm dễ sợ luôn. Nói chung là coi như là nấm muối là ăn là xào với ngon. Cái gì cũng ngon hết á. Mà bây giờ mắc lắm luôn á. Tự vì nó có một cái đặc biệt của nó, chị thấy không? Nó gọi là cái mùi về vị của nó đặc trưng, không có cái nào mà lẫn lộn. Hôm nay mình chỉ được ăn nấm khô chứ làm gì được ăn nấm. Nấm muối thì ăn em khô. Em thấy nấm khô là cũng ngon lắm mà chị. Bữa em về mua nấm rơm về đó trời ơi. Ăn ngon quá trời. Không nấm muối. Chị em mua nấm quá trời lại liên phạm. Em nấm muối khô đó, nấm muối khô mà phải liên phạm mua chỗ khác mà kỳ nhớ chị nhớ mình ăn không? Em ngâm nước mà xong thấy nó ra cái nước màu vàng nhiều quá, em cứ sợ sợ bây giờ em còn mà em không dám ăn. Tại vì khi nó nấm nó khô nó ra cái màu vàng. Nó khô quá đúng rồi. Nấm rơm cũng vậy, không sao rồi, quen ăn tươi rồi, quen ăn tươi rồi. Một là nấm tươi, hai là măng tươi. Măng tươi mà mới bẻ cái rốp ở dưới gốc cây của mấy cái bụi măng mạnh tông nữa lên người ta nói chặt ra nấu với sườn giò heo á, nấu với giò heo. Em nấu cũng phải luộc qua một nước. Không, măng mạnh tông không có luộc chứ, măng mạnh tông là sắc là có mũ. Không, măng mạnh tông không có mũ gì. Thì nó hơi nhẫn, nếu mà không có luộc qua ăn. Nhưng mà ngon lắm, trời ơi, nấu với lại giò heo mà chị thấy luôn. Nếu như mà như hồi nhà hồi xưa bà cố bà ngoại chị cũng ưa nấu đó, măng tươi vậy đó. Nhưng mà chị thấy đúng là nó hơi nhẫn và cái nước nó hơi vàng. Nếu như mình luộc qua má thì nó đỡ luộc hơn. Một nước bỏ rồi mới nấu. Hồi xưa em ở nhà người làm của nhà em á là hai bà người Thái. Người Thái ở Bắc di cư vô miền Nam trước năm 54 đó. Bởi vậy dân tộc Thái phải không? Dân tộc Thái đó. Wow, trời ơi, ta nói là măng mà mấy bà làm luộc xong rồi làm gỏi măng đó. Gỏi măng với củ riềng rồi nó ngon khống tới tưởng là tới già. Mẹ. Tới bây giờ em vợ tới mẹ bây giờ em vẫn nhớ cái hương vị của hai bà làm cái gỏi măng đó ăn. Có những món ăn bắt mà cơm lắm. Mình ăn mà mình không thể quên được. Đúng rồi. Yeah. Thôi xin lỗi đây không phải là giờ cơm trưa, em đọc tin tiếp. Nói vậy ăn là chị ăn hái. Thưa quý vị, Wells Fargo là một cái nhà băng rất là lớn và họ vừa có một cái động thái rất là đặc biệt là họ đã sa thải hơn 10 nhân viên. Thưa quý vị, vì lý do có một lý do rất là đơn giản, giả bộ làm việc. Cái gì? Giả bộ gì? Tức là vô làm việc láo đó, làm việc lười đó mà vô ngồi làm màu đó. Đó thì Wells Fargo Bank đã sa thải công ty đó, thưa quý vị, đã sa thải hơn 10 nhân viên vào tháng trước sau khi điều tra cáo buộc họ đã giả bộ làm việc theo tờ Bloomberg đã cho biết như vậy. Và tất cả các nhân viên này làm việc trong cái khu vực gọi là quản trị tài sản và đầu tư của Wells Fargo, có nghĩa là làm trong cái phòng nhỏ đó, họ tập trong văn phòng thôi chứ không phải là ngồi cashier rồi đâu. Họ bị sa thải sau công ty điều tra cáo buộc họ giả bộ gõ bàn phím nhìn giống như đang tích cực làm việc vậy đó, nhưng mà theo đơn tố cáo nộp lên cơ quan kỷ nghệ tài chính, có nghĩa là có người đã tố cáo đó. Wells Fargo luôn luôn yêu cầu nhân viên tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất và không chấp nhận hành vi này gọi là đi làm thì làm thiệt vô đạo đức gì trời. Sa thải là đúng rồi. Trời ơi, nhưng mà coi như là đã dán ráng đóng kịch và vẫn bị bắt. Giống như ông anh em hồi xưa đó, ông lái xe đi làm á, ông để búp bê để chạy trong mắt Kabul vẫn bị bắt như thường, vẫn bị bắt nha chị. Ủa làm sao vậy? Trời ơi, nó bắt ổng á. Cảnh sát hay đâu, lắm. Cảnh sát hay lắm, tức là theo họ giỏi đó. Cái không biết nó có cái nó cứ đo có nhiệt độ sao không biết nữa mà nó bắt dính đâu à, ông đấy chứ. Nhiều người bị dính cái vụ búp bê lắm. Ồ vậy đó hả? Để chạy cho Kabul. Để như có hai người để người chạy Kabul quá không? Nó phạt nặng lắm á. Cái vị ở Việt Nam chắc không biết carpool là gì. Carpool là một cái làn đường dành cho hai xe chở là hai người trên chở hai lên, người được chạy hai ưu tiên chở đi thì mới được mới vô được cái làn đường đó ưu tiên quý vị. Ở Việt Nam thì không có làn đường carpool, chỉ có làn đường tốn tiền thôi. Làn đường làn dành lộn thôi. Làn dành lộn tốn tiền thôi, tốn Ủa, tiền sao vậy? Sao vậy làn dành lộn để chen nhau để đi. Làn dành lộn là bên ngoài, còn già lằn mà đi vô mà kêu là cao tốc còn lên hai lên rồi. Mà hay lắm nha, chị thấy ngã tư ngã tám gì không biết nữa, mà ta nói xe chạy như mắc cưỡi mà sống người nào đụng người nào á, hay thiệt luôn á nha. Ta lách nhau. Còn ở đây là cái bản tin này nè, cũng thấy mắc cười lắm nha. Cái này ở
New York. Ở New York thì cái ga mà cái ga điện xe điện ngầm ngầm ở dưới đó thì nó có một đàn ông không biết tự nhiên sao nó bu tới. Nó bu tới thì nó thấy cũng đông vui quá à, sao hay gì nó bay. Đàn ông thì trống là cái đống rồi. Sao chị tưởng đàn ông? Chị đang tưởng có một người đàn ông. Ôi, xì ga tàu điện ngầm ngày nào mà không có một tỷ đàn ông ở dưới. Cái này là đàn ông, con ông. Thì coi như là một bầy con ông. Nó bay vô trong đó xong nó thấy kiểu như là người đông quá, tấp nập đồ này kia. Cái tiếng vo ve chắc giống kiểu nó hay sao không biết nữa. Nó đóng cổ đó luôn. Đóng cổ đó. Mà đóng ở đâu trên? Nó bu trên cái cánh cửa đó. Trời đất ơi, nó bu đầy lên trên cái cánh cửa hết trơn á. Người ta thấy cũng lạ, từ người giữa thành phố mà có bao giờ mà thấy ông vậy đâu. Người ta thấy cũng lạ mà thấy đập cái phình ngay cho nó rớt xuống hay là vui ở dưới là không có chỗ trốn luôn. Trời ơi, nói là nguyên một đàn lận em. Nhưng mà City có tới lấy đi không? Chị nghĩ là chắc chắn là phải tới lấy đi. Chứ còn cái này là người ta thấy cái bản tin nó vui vui. Ở ngay California, quý vị biết có một loại ông gọi là ông điếu cày. Nó dữ lắm, nó chích người là chết người đó. Ông điếu cày thì chỗ khác cũng có chứ đâu phải California. Nhưng mà California, Arizona mấy cái vùng nóng này nè là có đó. Mấy ông đó nó chích mà chích nhiều là chết. Độc hơn ông mà vẽ luôn. Nó chuyên môn nó ăn những con ông khác đó chị. Nó bay vô tổ ăn khác nó ăn dữ lắm. Nó ăn nó có khi nó sát hại một bầy của nó là vô sát hại nguyên một tổ ông thợ ông mật á. Là nó giết á. Nó đi tàn sát. Rất là kinh khủng. Con ghê quá vậy. Kể chuyện cười đi chị Lan. Chiếu chiến chứ sợ. Chuyện cười là khi mà cái hẹn hò của hai đôi trai gái mới yêu nhau phải không? Chàng trai thấy cô gái sao mà tấn công dữ quá phải không? Dạng dĩ quá. Chàng trai thì rụt rè. Chàng trai mới hỏi chứ em trước anh á em có cậu con trai nào không? Nói vậy hả? Đâu có đâu. Trước anh á em có hai đứa con gái, không có đứa con trai nào. Có hai đứa con gái em gửi má em rồi. Em nghe chị nói rụt rè, em mắc cười không có nhớ ông Lu với ông Lu ốm á, nghe nói rụt rè có một chàng trai rụt rè. Trời ơi, hai bà suốt ngày ngoài mơ gì đâu không à. Cái gì? Chủ gì? Hồi nãy đàn ông thì mơ chị nãy. Chúng ta mới còn ông dứt mà coi như mà mơ. Có mơ một đàn ông. Thầy Linh nói đàn ông. Chị mới thì ủa tưởng ông phải nói đàn ông. Ông. Đàn ông. Chị giảm giấc mơ cái chị xuống đi ha. Chị lộ quá, lộ liễu quá. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo là bảo trợ cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty Ken Collider Food. Thưa quý vị, xin giới thiệu đến quý vị những loại trà đặc biệt, mỗi loại trà bổ dưỡng để hỗ trợ cho một loại sức khỏe rất là tuyệt vời và bán rất là chạy. Thưa quý vị, dùng cũng rất là tốt. Chúng tôi đã có nhiều feedback về cái loại trà này. Đầu tiên là loại trà BG Hot Sale của chúng tôi để giúp cho quý vị để giảm tiểu đường, để giúp cân bằng lượng đường trong máu thưa quý vị. Và quý vị dùng mỗi ngày một gói nhỏ đó thì một bịch có 30 gói nhỏ và quý vị nếu mà dùng từ 3 tháng cho tới 12 tháng tức là 3 gói cho tới 12 gói, quý vị sẽ lượng đường sẽ xuống bằng lượng đường ở mức an toàn và chúng ta có thể sống bình thường nhưng có kiêng cự lại. Đây là loại trà rất là tốt thưa quý vị, bằng những loại thảo dược đặc biệt và của Hoa Kỳ sản xuất nha quý vị. Loại thứ hai chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là trà CH dành cho những người bị mỡ trong máu, để mỡ không có đóng trong thành mạch máu có thể làm cho chúng ta bị stroke, bị nghẽn máu, bị nhồi máu cơ tim, những cái mạch máu bị đông mỡ đó. Quý vị phải dùng trà CH. Loại trà thứ ba của chúng tôi là trà EP dành cho những người đàn ông bị sưng tuyến tiền liệt không đi tiểu lại được, hoặc là chân đi không có khó đi đó thưa quý vị, tự nhiên nó sưng cái tuyến nhiếp hậu tuyến đó, thì quý vị dùng trà EP sẽ đi tiểu lại và đi đứng lại được bình thường, rất là tuyệt vời luôn. Loại thứ tư thưa quý vị, tiếp theo đó là loại trà BP thưa quý vị. Loại trà BP là giúp cho quý vị những người bị huyết áp cao, những người bị muốn hạ tăng son đó, trà bi tức là bi bò đó thưa quý vị, BP là giúp cho quý vị bị tăng son sẽ có thể giảm mỡ trong giảm huyết áp. Rồi một loại trà nữa, loại trà MX thưa quý vị, là loại trà để giúp cho quý vị bị phụ nữ đó bị nám mặt, bị đồi mồi tàn nhang trong thời kỳ tiền mãn kinh, người khó chịu, nóng nảy, bực bội thì quý vị dùng trà MX, nó vừa hết nám, vừa giúp da mặt đẹp lại mà vừa giúp những người phụ nữ trở lại bình thường và rất là yêu đời, vui vẻ và da dẻ hồng hào thưa quý vị.
Tiếp theo đó là loại trà BP chúng tôi nói rồi, thì loại trà nữa là loại trà NI, là loại trà trị dị ứng ngứa cho những người bị ngứa tay, ngứa chân, ngứa cơ thể bị vì nổi mề đay, vì ăn đồ biển, vì hóa chất, vì môi trường xung quanh. Thưa quý vị, về tất cả các loại ngứa mà dị ứng trong gan đó, quý vị dùng trà NI, hoặc là những người làm nail bị nghẹt mũi kinh niên vì hóa chất không thể thấy mùi được nữa, chứ quý vị dùng trà NI quý vị sẽ thấy có mùi trở lại cho những người bị nghẹt mũi kinh niên. Rồi tiếp theo chúng tôi lại có trà, một loại trà nữa thưa quý vị, đó là trà SI. Trà SI dành cho những người mà làm trong ngành nail, chân tay, cái tay đó, cái tay bị khô nứt và bị lở ngứa mà chúng ta khó làm nail được là bởi vì bị hóa chất đó, thì quý vị có thể mua trà này để ngâm, để uống, để sức, thì bảo đảm quý vị là nó sẽ lành trở lại. Và rất là nhiều người đã được giúp cái này, nhất là quý vị mà làm trong ngành nail đó, bởi vì khi quý vị mà gọi đến cho chúng tôi thì chúng tôi biết ngay là quý vị làm nail và bị những cái gì, thì có cái trà này nó cho những người bị 12 năm, 13 năm không hết, nhưng mà dùng trà này thì hết thưa quý vị. Và cuối cùng là chúng tôi có trà XO, là để loại trà để dành cho những người bị say xỉn. Nó sẽ làm giải rượu trong 15 phút. Và những người yếu gan thì cũng nên uống trà này, nhất là những người yếu gan vì nhậu nhẹt đó, thì chúng ta uống trà này để nó bảo vệ cái bộ gan của chúng ta. Tất cả những loại trà này chúng tôi do của công ty Can Color Food được Tân Tú Quỳnh độc quyền phát hành. Và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi với số điện thoại hiện trên màn ảnh 7146127309, hoặc order trên website tantuquinh.com tại Thúy Nga Paris Canada với số điện thoại cũng đang hiện trên màn ảnh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời công ty Liên Phạm với chị Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chu sĩ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mực nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng tới mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, Suite 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu phở Thìn và hảo vị barbecue. Liên Phạm kính mời. Tuần rồi hai chị em mình tới Liên Phạm. Liên Phạm kho cá, như là cá em lóc. Order Liên Phạm kho cho em hai cái trứng cá kho cho em một phần, với lại bà chị của em một phần, ăn rất là ngon quý vị ơi, hấp dẫn vô cùng. Em vẫn đang thèm bấm chưng nè. Chị thì ba hộp cá lóc với trứng, với một hộp trứng không. Trời, ngon vô cùng. Khi nào thì tới tôi, Liên Phạm không làm cho tôi bực bội. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị ăn mắm chưng hay là cá kho đây rất là ngon. Và quý vị nhớ rằng cá tươi, cá gì ở đây có hết, cá lóc đồng, cá rô đồng, cá phi đồng, cá kèo, các loại tươi, cá thu tươi, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt. Hôm bữa em được tặng cho một hộp gì đó, bắp á, xôi bắp đó. Xôi bắp mà mình vẫn thích đó. Hôm bữa đi chị cũng được tặng hộp. Hôm nay em đi lên cũng tặng hộp. Bữa chị mua bún hộp tặng cho hộp nào. Ở đây thưa quý vị nhớ là Liên Phạm có website để cho quý vị ngoài tiểu bang đó, là www.liênphạm1.com, để quý vị có thể vào xem và order gửi hàng đến tận nhà quý vị ngay trong đêm luôn nha quý vị. Hôm bữa chị nói xôi bắp ngon mà em cũng không tin, nhưng bây giờ em ăn em thấy ngon thiệt. Ngon. Công nhận. Có nhiều người không tin ngon luôn. Nói sợ mình quảng cáo này kia. Sợ người ngon. Nào mà em giới thiệu rồi, trên Facebook mà ăn rồi là dính hết rồi. Em tin cho em. Vì là xôi bắp nó cũng không phải là cái món mà em khoái lắm. Thành ra chuyện em nghe chị nói em thấy bình thường. Nhưng mà khi mà ăn rồi em mới thấy nó y chang như là xôi bắp. Chị phải tam bộ nhất bái, phải mời nàng về nàng đi lại Liên Phạm đây em. Ở đây có nhận EBT nha quý vị, và một nơi nữa nhận EBT tức là food stamp đó, đó là công ty Lan Anh Kitchen, với nhà hàng Lan Kitchen nhiều món ngon lắm. Lan Anh Kitchen nằm ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây quý vị có bán rất là nhiều món phở, mì quảng, bánh canh, tôm cua, bún cá, bún chả Hà Nội, bún riêu đầy đủ hết đó quý vị. Cơm sườn, rồi có những cái loại giống như là cà ri gà, bò nướng lá luốc nè, rồi rất là nhiều bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún chả cá Thăng Long, rồi bánh sọt hoặc bánh xèo, canh bún, bún riêu, canh bún rất là ngon nha, bún riêu, rồi bún bò Huế, phở cũng rất là ngon, rồi nhiều món ăn. Nói chung là ăn món nào cũng thấy ngon hết. Đầy đủ các món luôn. Có người hứa cho mình ăn gà lên mâm đem lại mà không thấy. Chưa có dịp chị, bây giờ không, chưa có dịp. Để chị đợi đi nha, chị đợi tới một cái ngày Tết, ngày lễ nào đó lớn lớn. Ủa sao vậy? Sao đợi tới em ngày hỏi đó gì lâu mệt. Vậy?
Hả? Cho mà nắng phải dằn dặt mình vậy đó. À vậy hả? À vậy mới vừa. Em đâu ngờ Trung Tử Lưu mà chị quảng cáo tiếp đi chị. Độ vậy. Tâm... Thì nói chung là cái cô chủ quán của Lan Anh này nè, cổ là người thi và đậu được một cái giải lớn giải chè. Của chè đó quý vị. Cho nên chè của cổ rất là ngon, mà Mỹ Linh khoái cái chè cái gì đó mà bánh lọt. Bánh lọt. Trời ơi, Mỹ Linh thích cái đó lắm luôn quý vị ơi, nó vừa béo mà nó vừa thơm ngon thanh cảnh, ăn rất là quý vị đến đây ăn đó quý vị thấy là có rất là nhiều món quý vị lạ, và quý vị order về cái party tray 5 người, 10 người, 20 người quý vị không cần phải mua, mà quý vị biết không, chả giò ở đây cũng rất là ngon. Có hai loại chả giò, một loại chả giò bán thường và một loại giò đặc biệt với tôm cua mà bánh tráng Việt Nam để dành cho chúng ta mà thèm ăn á đó. Cái không khí đó là đó. Ăn đã lắm thưa quý vị. Và quý vị nhớ đến là ở thành phố Westminster với số phone hiện trên màn ảnh, mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng chủ nhật đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Và quý vị nhớ là từ đường Westminster dưới hướng Beach đi lên đó, qua khỏi đường Golden West, rồi quý vị thấy bên trái có tiệm Popeye, tức là tiệm gà đó, quý vị quẹo vô, nó nằm sát bên luôn. Nên quý vị trong khu đó cũng có Tân Hoàng Hương vân vân, nên quý vị rất là quen thuộc nha quý vị. Đóng chỉ có mở cửa 7 ngày đó, chỉ có 5 giờ chiều mới đóng cửa ngày chủ nhật mà thôi. Quý vị đặt tiệc thì có thể gọi trước. Bây giờ thì xin quý vị đến với công ty của chúng tôi, công ty nhà của Việt Facemore. Sản phẩm đầu tiên là tinh dầu thông đỏ. Đây là một loại tinh dầu thông đỏ được chiết xuất từ những lá cây thông trên 100 năm tuổi và có giá là 210 đồng một hộp. Nó sẽ giúp cho chúng ta đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp và giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm. Thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa và điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. 210 đồng một hộp tinh dầu thông đỏ. Tiếp theo là một loại thuốc bổ đường tiêu hóa gọi là Hygiene Probiotic. Đây là loại mà quý vị thấy chúng tôi luôn talk show với những nhân viên, những chuyên viên của Hàn Quốc rất là nhiều trên Việt Face TV. Vì đường ruột của chúng ta được xem là một cái khu vực trú ngụ hàng tỷ con vi khuẩn tốt và xấu. Tuy nhiên, nhiều khi những con vi khuẩn xấu nó áp đảo những con vi khuẩn tốt. Hay chúng ta nhiều dùng nhiều loại thuốc tây đó, chúng ta vô tình đã giết những con xấu và những con tốt, nó không tốt cho đường tiêu hóa. Và chúng ta phải nạp vào những cái men vi khuẩn tốt để áp đảo những con vi khuẩn xấu và giúp cho cơ thể chúng ta, nhất là đường tiêu hóa, ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa tiêu chảy do chứng không dung nạp đường lactose, ngăn chặn chứng trào axit từ dạ dày, thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol và giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, là những cái ung thư liên quan tới hệ tiêu hóa đó thưa quý vị. Một hộp như thế này đó là 150 đồng nha quý vị, một hộp 150 đồng ở Việt Facebook. Và một sản phẩm tiếp theo nữa đó thưa quý vị, đó là cái hoàng bổ đáng 60 viên thưa quý vị. Hoàng bổ đáng 60 viên sẽ giúp cho quý vị nó có tác dụng giống như an ngưu hoàng cung đó của hãng Samsung thưa quý vị. Với giá chỉ có 300 đồng thôi mà quý vị có thể dùng để giúp cho quý vị mỗi ngày chúng ta bị chóng mặt, bị say sẩm, bị nhức đầu, hoặc là bị những cái mạch máu trên não nó nghẽn, nó làm cho lâu lâu đau cổ bên này, đau vai bên kia, thì quý vị có thể dùng cái loại hàng bổ đáng này, và nhất là để cho quý vị nó lưu thông máu, để quý vị ngăn ngừa đột quỵ, ngăn ngừa tai biến mạch máu não. Một hộp 300 đồng. Xin quý vị đến với Việt Facemore với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh và website để quý vị mua những sản phẩm của chúng tôi. Tiếp theo là công ty My eShopping cũng thuộc Việt Facemore với một sản phẩm duy nhất, đó là Esochu, một bộ mỹ phẩm Esochu, một nghiên cứu từ 30 năm của trường đại học Seoul, Hàn Quốc, cho quý vị những sản phẩm. Đầu tiên là cái bộ tế bào gốc nhau thai trẻ em với cuốn, với cái chất đó thưa quý vị, là tế bào gốc của cuốn rốn trẻ em. Và đặc biệt nữa là có thêm trứng cá hồi và các loại thi cỏ thiên nhiên như cỏ hổ, trái sung, trà xanh, sẽ giúp cho quý vị phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, sẽ khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc lại, giúp da giữ độ ẩm, năng động, căng mọng thưa quý vị. Và 240 đồng một hộp 6 chai. Quý vị có thể mua riêng hoặc mua thêm nữa là Deep In Night Cream 65 đồng một chai. Loại này là kem dưỡng da ban đêm với công nghệ lăng kim cà mặt bằng vỏ san hô, giúp cho da quý vị thấm màu kem vào da liền ngay tức khắc và giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ, giúp phục hồi da, tái tạo làn da, kèm với những sản phẩm nữa, đó là Esochu Booster Serum. Loại này chỉ có 60 đồng một hộp, giúp tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà,
hỗ trợ khai thác tái tạo tế bào của exosome, tăng cường collagen, giúp giữ ẩm cho da và giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da. Và cuối cùng của họ có một bộ nữa, chúng ta có thể dùng chung, có thể dùng riêng, đó là Snow Tone Up Cream. Snow Tone Up Cream là kem dưỡng da ban ngày giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tone màu của mình. Có thể dùng thay thế Camelot trước khi trang điểm. Nó giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm, make up nhiều quá, và nó cũng có giúp xe khít lỗ chân lông, nâng cơ, kích thích collagen để làn da được săn chắc. Một bộ như vậy là 385 đồng nếu cộng lại, hoặc có tặng quà, hoặc là quý vị có thể mua riêng từng phần với hai số phone đang hiện trên màn ảnh của Việt Face Mall và My E Shopping. Quý vị có thể lấy máy ảnh chụp cho dễ dàng nha quý vị. Chị Linh. Và đây là một một cái câu chuyện một bà cụ 104 tuổi, mà bây giờ hiện tại bà vẫn mỗi ngày đi ra thuyền, đi cùng với một cậu con trai cũng là cụ luôn, là 80 tuổi, thì đi bắt tôm hùm và làm suốt từ hồi lúc mà từ lúc bà 7 tuổi cho đến bây giờ luôn. Nghĩa là hồi xưa ba của bà cũng là người là bắt tôm hùm, nghề bắt tôm hùm, chồng bà cũng là người đi bắt tôm hùm, và đến bây giờ là bà mấy người hỏi chứ chừng nào bà mới nghỉ hưu á, bà nói khi nào tôi chết tôi mới nghỉ hưu. Nghĩa là bây giờ bà mỗi ngày vẫn lái thuyền. No, lái thuyền đi có lặn không? Bắt tôm hùm không? Chị nghĩ là bắt hả? Tôm hùm chắc không cần. Chắc nuôi trong lòng thôi vậy. Không phải đâu, bên Mỹ này mà nuôi trong lòng gì? Có chứ, cũng có khu vực nuôi trong lòng chứ. Em đã từng coi một cái clip của anh Việt Thảo đi quay một cái dịch vụ nuôi tôm hùm ở bên Massachusetts, ở bên Boston đó. Vậy mà hả? Của một người Việt Nam làm chủ đó, lớn vô cùng luôn, lớn không, lắm. Tôm hùm nhiều khi nó nằm trong mấy cái vách đá mấy đó, người ta không có. Không, người ta phải nuôi, người ta phải nuôi thả giống. Nghĩa là nuôi. Cái bả cái việc công việc của bả bây giờ á là chỉ lái tàu nuôi, mà nuôi dưới biển á. Xong rồi cột con tôm hùm. Ui, xong mình bắt. Không, họ có lưới có đồ hết á. Rồi xong rồi thả lưới thì chắc là ông con cũng 80 rồi đó nha. Trời ơi, mà tại sao nguy hiểm mấy quá. Người này nguy hiểm gì, người ta sống nguyên cuộc đời người ta ở đó. Không phải bây giờ lớn tuổi rồi nguy hiểm quá. Chứ bây giờ nhưng nếu mà điều lỡ... bà phải khỏe bà mới làm được cái chuyện này chứ. Thấy cái tính bà khỏe. Em luôn luôn á, nhìn những người lớn tuổi mà bắt đầu trên 80 rồi đó, em nhìn em sợ lắm. Nhưng em sợ nhất là nhiều người yếu xương, loãng xương nó té này. Nhưng mà chị nói cho em nghe những người mà quý vị loãng xương á thì có SD thần kỳ của chúng tôi. Rồi nói tiếp đi chị. nói cho em nghe nè, những người mà dầm mưa, dầm xương, giải nắng như người này là không bị loãng xương đâu nha Lu. Đúng rồi. Cái ánh nắng nó làm cho suốt cuộc đời của bà không bao giờ bà bị loãng xương hết trơn. Em có quen nhiều người chỉ cần té cái là gãy, té nhẹ cái là gãy. Vợ chú Tuấn Khanh đó cần té là chỉ có bà chị quen nè, tự nhiên tắm đi bước ra khỏi nhà tắm cái hai chân khuỵu xuống cái gãy hai đầu gối đó, xương loạn quá. Thì em cũng có những người bạn quý vị phải dùng chai SD thần kỳ của chúng tôi ngay lập tức. Và thưa quý vị, đang nói chuyện cao niên, chung lưu có một câu chuyện cao niên kể luôn, chuyện này ở Los Angeles thưa quý vị, là vừa rồi có một bà cao niên đó, bà đã té xỉu luôn ở phi trường quốc tế Los Angeles. Cái lý do bà bị á, do bị hai người đàn ông ở đánh nhau ở trên phi trường đó, mà đụng bà té mà xỉu luôn đó. Và bữa là chuyện là ngày 14 tháng 6 đó, đài ABC số 7 đưa tin đó thưa quý vị. Và sở cảnh sát Los Angeles đang tìm nghi can tên là Javan Givens Senior 38 tuổi, một trong hai người bị cáo buộc đụng trúng bà cao niên, đánh nhau hăng quá. Bây giờ chuyện xảy đúng ra bà từ sắp xuống là bà nằm luôn em. Hai người đàn ông rượt đuổi nhau thì đụng trúng bà cao niên, và cảnh sát đã công bố một cái video như vậy. Và bây giờ thì đang điều tra. Em có một lúc, có một lần em cũng trong cái đám mà lộn xộn, quýnh lộn, toàn đàn ông không à. Xong rồi cái em cũng ở trong đó, là quần xà quần bị quất một cái vô trong cái mặt em á chị. Trời ơi, nó bị bầm. Đáng kiếp hả chị ha? Lúc đó người ta tưởng người ta đàn ông luôn. Người ta tưởng người ta đàn ông vô tham dự phải không? Phải vậy. Tay chân cũng ngọ ngoại, không phải ở yên đâu. Và thưa quý vị, câu chuyện này thì bà này bà bị nguy kịch nhưng mà đưa vô bệnh viện. Thì bây giờ lúc này bà đã đỡ rồi, thì bà tinh thần đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Cảnh sát LAPD, tức là cảnh sát, cho biết như vậy. Và người đàn ông đó bây giờ đang tìm người đánh nhau với nghi can kia đó thì đã ra đầu thú rồi, nhưng mà còn cái ông đó đánh lại đó thì chưa. Mà bây giờ ai mà biết đó thì gọi cho cảnh sát nha. Có lệnh truy nã không? Đang truy nã đó. Còn cái này là một cái sáng gọi là gì đó, sáng mới đó. Tại gì? Một cái mà người ta nghiên cứu rồi, người ta tia sáng mới sản xuất à, sáng kiến mới hả? Phát bình mới. Trời gì dạ má ơi. Cái sáng mới. Con sáng mới. Sáng kiến mới. Là cái này người ta gọi là cây lỏng.
mà nó làm bằng vi tảo mà ở Argentina đó quý vị, người ta nói là nó có thể chuyển hóa nửa tấn carbon mỗi năm luôn. Nghĩa là nó làm trong sạch môi trường đó, thay vì mình có cây xanh đó, lọc đó. Cái này đó, nó lọc còn mạnh hơn là coi như là cây xanh đó, gấp rất là nhiều lần luôn, gấp 50 lần đó, từ 10 cho đến 50 lần. Nó lấy coi như là các cái chất mà carbon ra đó. Thành ra cái này nó mới thử nghiệm ở thành phố ở Argentina thôi. Mà em nghĩ cái này nếu như mà ở đó nó làm tốt rồi đó thì sẽ đưa ra nhiều á, thì cái chuyện mà cái không khí mà của mình mà bị ô nhiễm đó thì nó sẽ được bớt đi rất là nhiều luôn. À, quý vị ơi, bây giờ thì chúng tôi luôn phải giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Tới giờ hát nhân sâm rồi thưa quý vị. Hát nhân sâm giúp cho quý vị rất là nhiều và giúp cho chúng tôi luôn rất là nhiều. Đi chơi xa nha, chỉ cần uống một cái sâm nước nha chị, một cái hộp sâm nước thôi là thấy người nó khỏe liền luôn, nó khỏe re. Chị mới lên cái hộp sâm bột của chị đâu chị Linh đây. Chị cầm đi, đó, sâm bột, sâm nước. Bây giờ sâm nước á, chúng tôi phải nói rằng có rất là nhiều loại sâm nước để cho quý vị nha. Loại sâm nước á, phải nói đầu tiên là sâm nước của Wellcrown hộp 30 gói. Chúng ta uống thì nó cũng giống như sâm của chị Trang Thanh Lan đó, sâm cao cốt đó. Thì trong một thời gian em đợi sâm nước để chị nói cái này, chị chia sẻ là sáng nay đó, tối qua là chị ngủ cho tới 4:30 chị dậy rồi, chị ngủ không được nữa. Xong vậy nó uể oải lên, với là có chị hẹn với chị Tuyết là bà chị của chị đó chải đầu cho chị, lâu lâu ghé thăm chị chải đầu cho. Xong rồi tới đi đám ma của trường Minh Hoàng, rồi xong mới đi làm đây. Mà nhiều khi tối mà chị lo cái chị uống được 4:30 sáng vậy mệt, người nó uể oải. Uống một muỗng sâm này vô chị tỉnh luôn tới bây giờ luôn. Sao có chị không uống ăn vô hoàng cung á? Không, đó là mình mệt nếu, thôi. Nếu mà mệt thì uống sâm này. Mặt hay là bị nhồi máu không có. Sâm nước nó cũng giống vậy thôi thưa quý vị. Và đây, những loại sâm này đặc biệt là nó không có mật ong gì trong đây hết, nên nó đắng mà nó lại rất là cho quý vị rất là nguyên khỏe. Chất đó, nguyên quý vị. Chất đó. Yeah. À, quý vị nhớ nha, chúng tôi đang có đầy đủ tất cả các mặt hàng sâm này của hãng Wellcrown, là hãng độc quyền của Tân Túc Quỳnh. Ngoài ra chúng tôi có thêm loại hắc nhân sâm nước mà có rễ. Trong đây quý vị có thấy những cái chai nó có rễ luôn đó, thì quý vị có thể ngồi nhai luôn cái rễ và một chai. Nhưng như vậy có thể uống 3 ngày. Mình chưa để đây nè mà chị không uống thử nhai một miếng. Cho sao uống? Cứ việc tự nhiên đi. Cái này là hắc nhân sâm rễ thưa quý vị. Hắc nhân sâm rễ đặc biệt lắm. À, của hãng Hàn Quốc, với một hộp như thế này thì có 10 chai và giá chỉ có 120 đồng thôi, rất là rẻ nha quý vị, rất là rẻ, quý vị có thể dùng thử. Cái này cũng hắc nhân sâm luôn hả? Hắc nhân sâm mà rẻ. Trong đó có mấy hộp trong đó? 10 hộp một hộp. 10 chai. Một chai đó đâu phải uống một lần nhai hết một đống rễ đó đâu, một ngày nhai khúc thôi. Ủa vậy hả? Chứ không phải lần uống. Em hỏi lại rồi, không phải một lần uống một chai. Cái rễ của nó cũng dài lắm, nó dài lắm, chúng ta nhai khúc thôi. Và thưa quý vị, sâm tiểu đường bằng nước, đây là một loại mà quý vị cũng bắt đầu mua rất là nhiều, bởi vì đây là một loại hắc nhân sâm tiểu đường đặc biệt mà quân đội Hoa Kỳ cũng đã dùng nha, rất là nhiều người lính đó dùng, và nhất là Hàn Quốc dùng rất là nhiều, bởi vì cái công ty cung cấp cho chúng tôi là công ty cung cấp cho người Hàn Quốc ở đây thôi, chỉ cung cấp cho người cộng đồng của Hàn Quốc và họ đến từ Hàn Quốc, nên cái loại này rất là đặc biệt, gồm có 30 gói mà quý vị uống sau bữa ăn một gói thì lượng đường nó sẽ xuống liền và nó cho quý vị khỏe. Quý vị biết tiểu đường nó hay mệt mỏi lắm, nhưng mà được cái này là uống vào mà vừa giảm đường mà vừa khỏe luôn. Đó là một loại đặc trưng của nó, và một hộp như thế này là 250 đồng thưa quý vị. Sâm tiểu đường một hộp 250 đồng, và quý vị mua hai hộp sâm này đó, đang có khuyến mãi đó. Quý vị mua hai hộp sâm này đó, quý vị được tặng một sâm lát tẩm mật ong của chúng tôi. Sâm lát tẩm mật ong của chúng tôi hộp này 100 Mỹ Kim với 100 miếng, và có loại bự hơn 150 Mỹ Kim với 100 miếng. Cũng là một loại mà được quý vị có thể mang đi du lịch, mang theo trong người để đi chống tàu, xây sóng xe vân vân. Và đặc biệt là giúp cho quý vị khỏe nguyên một ngày luôn. Và quý vị nhớ là mua sâm đó. Đồng thời quý vị cũng nhớ là chúng tôi cũng có một cái loại này. Chúng tôi đang có những người mà đặt cho quý vị mới vừa nhắn tin cho chúng tôi đang ngồi trong đây, thì có chị đặt cà phê sâm đến 20 ngon, hộp cà phê ngon. Chị mới gửi cho chị hai hộp thử, chị đặt liền 20 hộp luôn. Một chị ở bên trên ngon, vùng San Bernardino. Rất là tuyệt vời. Và quý vị cũng biết rằng chúng tôi cũng có sâm nước cao cấp nha quý vị. Sâm này thì nó hơi ngọt ngọt là bởi vì chắc nó có mật ong. Và thưa quý vị, đặc biệt nữa đó là nó được chính phủ Hàn Quốc công nhận đây là loại sâm cao cấp nhất, đánh dấu vô luôn. Nên quý vị thấy sâm này 175 đồng hộp 30 gói. Và những loại sâm khác chúng tôi có thì quý vị cũng nhớ rồi, sâm đông trùng hạ thảo linh chi vẫn là một loại đặc biệt giúp cho phụ nữ, không những chỉ khỏe cho chúng ta bổ gan bổ thận mà còn giúp cho riêng phụ nữ dùng đó. Là này nam giới phụ nữ đều dùng,
hết nám, hết thâm, hết tàn nhang. Đó là điều mà chị Tâm Restaurant ngày xưa chị đã dùng rất là tuyệt vời luôn. Và chị là người chính, chị là người đã thông báo cái tin này cho Chụp Tử Lưu. Sau đó thì rất là nhiều phụ nữ khác cũng đã được dùng như vậy. Còn riêng sâm mới của chúng tôi, đây là sâm đông trùng, sâm cao cốt, mà có 3 hộp cao cốt và 2 cao cốt nhân sâm và 2 hộp sâm bột hồng sâm. Nên quý vị cho cả gia đình uống được thôi quý vị. Và hộp này đang giá là 700 Mỹ Kim thay vì 800 Mỹ Kim tại Hàn Quốc. Và chưa đâu, quý vị mua một hộp đó, quý vị sẽ được tặng một hộp hắc nhân sâm tẩm mật ong lớn 150 Mỹ Kim. Đó, chúng tôi đang có chương trình sale đặc biệt, quý vị phải gọi cho chúng tôi nhé, để các loại hắc nhân sâm. Ngoài ra chúng tôi cũng còn có sâm nam, sâm nguyên củ và sâm nam. Rồi chúng tôi cũng còn có sâm nữ để giúp cho quý vị, những người từ tiền mãn kinh uống vô thấy thoải mái. Sâm nam để tăng cường sinh lực. Rồi chúng tôi có sâm nguyên củ sắc ra. Rồi chúng tôi có sâm đông trùng hạ thảo, là loại hắc nhân sâm, và hắc nhân sâm cao cốt của hãng Samsung. Rất là nhiều loại hắc nhân sâm nguyên chất mà quý vị phải đến với Tần Tú Quỳnh, là một cái thế giới hắc nhân sâm. Tần Tú Quỳnh sẽ cung cấp cho quý vị. Và đây là một cái thế giới mà quý vị tại sao phải dùng hắc nhân sâm. Bởi vì thứ nhất là cao mỡ, cao máu, đau tim đều dùng được. Thứ hai là càng già càng bệnh càng yếu, dùng được để tăng cường sức khỏe. Người trẻ thì dùng vô để chúng ta có nội lực, chúng ta có bộ nhớ minh mẫn để có thể học bài, làm bài khi đi học. Rồi chúng ta có thể tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sức lực, uống vào khỏe ngay, không có mệt gì hết. Nam phụ lão ấu đều dùng được. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay. Ngoài những mặt hàng gạo lạp xưởng đó thưa quý vị, gạo lạp xưởng thì chúng tôi cũng vẫn có, đặc biệt là lạp xưởng của Coconut rất là tuyệt vời, cũng như gạo cá muỗng vàng, cá muỗng bạc đó của Thái Lan, còn nhất thế giới nó trên cái gạo thơm một bậc, có nghĩa là nó là gạo kêu là đặc sản luôn. Chúng ta kêu là gạo nàng hương tám thơm chợ đào này kia đó. Thì cái này là gạo kia. Ủa sao thấy lâu quá chị ăn chưa hết bao gạo của chị hả? Chị mới lấy đây mà. Ồ vậy hả? Với lại mỗi ngày chúng tôi luôn phải cảm ơn rất là nhiều bà chị của chúng tôi luôn, đó là chị Mỹ Linh. Mỗi ngày chị cung ứng cho chúng tôi luôn một cái chai nước này là nước trà mãng cầu. Trà mãng cầu cái gì có ha? Trà mãng cầu sim quý vị. Trà mãng cầu sim đó. Rất là ngon. Cái xác của nó là trái mãng cầu luôn. Và chúng tôi cũng có mình bán nhai cái xác luôn cũng được quý vị. Mình chúng tôi có bán trà mãng cầu đó, của anh Kiệt ở San Diego làm đó thưa quý vị. Và có là nông trại trồng mãng cầu sim ở Việt Nam. Mãng cầu bằng mãng cầu mà trái chua 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 và bự bự đó. Rồi chúng tôi nói tới Tân Tú Quỳnh là phải nói đến An Ngư Hoàng Cung. Là bởi vì An Ngư Hoàng Cung ngoài có loại 10 viên để quý vị đi du lịch loại nhẹ nè, 50 đồng một hộp, thì chúng tôi có những loại An Ngư Hoàng Cung rất là đặc sản, đặc sệt. Là bởi vì nó đã giúp cho biết bao nhiêu người để ngăn ngừa đột quỵ, có nguy cơ đột quỵ, sợ đột quỵ. Thậm chí chúng tôi luôn tiếc nuối về những người bạn của mình đã dùng, không dùng cái này trước để chết vì đột quỵ. Mà nếu dùng bảo đảm cái việc là sẽ giúp rất là nhiều, là bởi vì những người bị đột quỵ dùng loại bác sĩ không đội nón này hoặc là bác sĩ đội nón đó đều được phục hồi lại rất là nhanh chóng và cải thiện rất là nhiều. Chúng tôi luôn có một người khách hàng đó, chị nói rằng chị dùng 10 hộp rồi, bác sĩ không đỡ nó, và chị nói rằng nhờ cái này mà chị là có tiền sử cao máu cao mỡ và nhức đầu chóng mặt liên tục, và chị nói nhờ cái này mà giúp cho chị làm việc được và khỏe mạnh thưa quý vị. Và chị vẫn tiếp tục mua một lần hai hộp. Đây là chúng tôi có nhiều người khách rất là quen thuộc, và những người bị đột quỵ rồi cũng được phục hồi cả từ ở đây ở Việt Nam lẫn các quốc gia khác. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, bởi vì An Ngư Hoàng Cung bác sĩ đội nón và không đội nón, giúp cho quý vị hết bị nhức đầu chóng mặt rối loạn tiền đình vân vân, và giúp cho chúng ta rất là nhiều cho để ngăn ngừa đột quỵ. Cái đó là cái quan trọng, nó thông các mạch máu lại cho quý vị nhé. Rồi chúng tôi cũng có những sản phẩm là thuốc mọc tóc của Hoa Kỳ, The Best of Grow Hair. Cái chai này nó to lắm, tới 3.4 ounce, quý vị thấy là nó lớn hơn nó bao nhiêu liều luôn á. Quý vị chỉ có 70 đồng một chai, mà quý vị mua 3 chai được tặng một nữa, và 2 chai thì được miễn cước phí đó. Nên quý vị phải đến với chúng tôi để mua cái loại của The Best of Serum Grow Hair, chỉ cần 3 tuần tới 6 tuần là mọc. Cái người mà dùng cho chúng tôi thí nghiệm đầu tiên chỉ có 2 tuần đã mọc rồi thưa quý vị. Ngoài ra nói về tóc, chúng tôi cũng có dầu gội đầu trị gào của Isabel cũng rất là tuyệt vời. Và đến với Isabel thì ngoài dầu gội đầu, có dầu gội đầu cũng quý vị mua rất là nhiều luôn, là chúng tôi không có để một chai mẫu luôn, thậm chí đem về bán luôn. Đó là dầu gội đầu 5 trong 1, giúp mọc tóc, giúp tóc khỏe, tóc chắc, tóc không rụng, tóc bồng bềnh đó. Cái loại đó nó vô cùng tốt luôn. Và một cái loại của Isabel nữa phải nói đến, đó là chai thuốc trị phỏng Isabel. Chai này quý vị biết là ai cũng cần trong gia đình lên, bởi vì nó đặc biệt, loại duy nhất mà quý vị phỏng sức lên nó hết đau và mau lành da.
cái đau đó làm cho chúng ta rất là khổ. Những cái dây thần kinh mà bị cháy đó, bị phỏng, nó tổn thương, nó sẽ giật rất là mệt mỏi nha quý vị. Đồng thời đó là chúng tôi cũng có những cái loại, và hôm nay chúng tôi cũng nhắc lại quý vị những cái loại dược thảo rất là quen thuộc, đó là những cái loại mà S88 là cái loại mới đó. S88 là loại để giúp cho quý vị về bổ đường bao tử, bị đau bao tử tuyến thượng vị đó, mà chúng ta bị stress, đau dạ dày đó, đau lâm râm, hoặc là bị xuất huyết bao tử vân vân, chúng ta cần phải lo cái bao tử của chúng ta vì mất ngủ, vì stress, thì chúng ta dùng S88 một hộp 90 viên giá 70 đồng và mua 3 tặng 1. Cái Kidney Support là cây 88 là thuốc bổ thận cũng vậy thưa quý vị, chúng tôi cũng có thuốc bổ thận giúp cho quý vị bổ thận, và đặc biệt là L88 quý vị cũng đã tin dùng và mua rất là nhiều để bổ phổi, giúp cho chúng ta có một bộ phận mạnh mẽ và để cho chúng ta có thể làm việc và chống lại cúm. Ngoài ra chúng tôi còn có cái D88 để giúp cho tiểu đường, để giảm tiểu đường, và nhiều sản phẩm khác nữa. Mời quý vị vào trang web tantuquinh.com để quý vị xem nhé. Cuối cùng thứ hai chúng tôi giới thiệu đến quý vị cho SD. Sở dĩ giới thiệu đến quý vị cái này là bởi vì chúng tôi đã hết hàng rồi, rất là hiếm hàng bây giờ. Cái công ty cung cấp không kịp luôn cho các cộng đồng, nên quý vị phải mua ngay nhé. Bỏ một giọt lên đây xoa hết, và bỏ một giọt lên đây xoa hết, rồi uống một ly nước là 800% của tuyến nội tiết tố vào, để giúp cho quý vị hết mất ngủ, hết loãng xương, xương cứng lên, không có còn bị sợ gãy xương như hồi nãy mình nói, và hết đau nhức, bị gao, bị thấp khớp, bị nhức đầu, bị giật mắt, bị méo miệng, bị vọc bẻ. Và cũng chúng tôi luôn, chị có thấy cô Kim Tuyến, cô mới đăng một cái không? Cô nữ nghệ sĩ Kim Tuyến đó thưa quý vị, là một cô rất là đẹp, và nghệ sĩ cải lương, điện ảnh, ca sĩ luôn. Cô không chịu lên chuyện, cô vẫn đẹp lắm mà cô nói cô bây giờ không chịu lên chuyện phố phường, nhưng mà cô thích coi, cô coi đều đặn luôn. Và hai chị em của cô đều dùng cái chai SD thần kỳ, và cô mới đăng một cái Facebook là cảm ơn chúng tôi luôn, vì cô đau, cô đi không nổi, cô nhờ cái chai này cứu cô. Đó, quý vị phải gọi cho chúng tôi với số điện thoại 7146127309, hoặc là đến với Tân Tú Quỳnh của chúng tôi. Tại Việt Nam hiện tại vẫn còn những SD, tại Mỹ hơi hiếm nhưng Việt Nam đang có, Thúy Nga Paris cũng đang còn nha quý vị. Và quý vị nhớ vào trang web tantuquinh.com để mua hàng của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm biệt quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần này. Xin chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị.